Để trở lại với video review xe ngày hôm nay thì bên em sẽ có lên cho mọi người rất là nhiều màu sơn 3D của cái dòng xe hot trend trong cái thời điểm này ha. Ở đây thì em sẽ có N155 ha cả nhà. Đây mình sẽ có rất là nhiều màu sơn đẹp mắt luôn. Thì ngoài những cái màu này ra cũng như là ngoài cái phiên bản 2023 này thì bên em Yến đang có về đầy đủ các màu của phiên bản 2024 từ bản CBS đến bản ABS ha. Nên là mọi người có nhu cầu quan tâm dòng xe nào thì nhanh tay liên hệ cho em để được hỗ trợ tư vấn cũng như là cập nhật giá xe cho mọi người và nhận các chương trình ưu đãi trong thời điểm này nha. Dạ rồi, kế bên em thì mình đang có rất nhiều màu sơn 3D, mọi người cùng em xem qua nha. Đây mình sẽ có vàng đen ha cả nhà. Em này thì mình sẽ gọi là tem resin ha. Có tem xe, số may mắn nè, monitor, rồi mình có logo của hãng ha. Đây, cái thiết kế phần chè xe hai bên rất là đẹp nha cả nhà, sườn xe rất là đẹp ha. Mình có đầy đủ tên xe, phân khúc nha, rồi tem mác nhãn hiệu Yamaha ha. Và khi mà anh chị mua màu sơn 3D thì bên em sẽ ra thủ tục giấy tờ đầy đủ cho mọi người, cũng như là sẽ bảo hành cho mọi người màu sơn trong vòng 1 năm nha. Và ở những cái phiên bản sơn 3D như thế này thì bên em lên đầy đủ cho mọi người là cả hai cái phiên bản khóa chìa và khóa thông minh luôn ha, để mình có sự lựa chọn cân nhắc về tài chính và cái nhu cầu sở thích của từng khách hàng nha cả nhà. Rồi mình có tem xanh đen nè, cũng là tem resin ha, rất là đẹp nha cả nhà. Hồng đen ha, hồng đen, rồi màu cam đen bản kỷ niệm 60 năm ha. Mình sẽ có màu xanh, màu xanh sáng, tem hoạt hình nha, rất là đẹp nha cả nhà. Màu xanh tím, cái này thì nó sẽ thiên xanh nhiều hơn ha mọi người, nó sẽ thiên xanh nhiều hơn, mình gọi là xanh đen 3D ha. Rồi màu đỏ bạc nè, màu xám xi măng, rồi bản giới hạn màu trắng, màu này là màu xám, màu xám xanh đen ha cả nhà, nhưng mà ở ngoài thì mình sẽ thấy nó thiên về trắng ngọc trai nhiều hơn á. Rồi em có bản Monster 2024. Những cái dòng Exciter 155 bản 2023 màu sơn 3D bên em Yến thì hiện tại giá nó đang rơi vào khoảng là 42 triệu đến khoảng từ 45 triệu nha mọi người. Các phiên bản từ màu sơn zin nè, rồi bản khóa chìa đến màu sơn 3D đến phiên bản giới hạn ha cả nhà. Và khi mà anh chị mua xe trả góp thì mọi người có thể trả trước từ 7 triệu giúp em. Đặc biệt là ưu tiên cho những khách hàng có liên hệ đặt lịch trước sẽ được giảm từ 1 đến 2 triệu chi phí xăng xe đi lại ha. Hoặc là đến cửa hàng nói có liên hệ với em Yến là mọi người sẽ được hỗ trợ giá tốt hơn nha. Ngoài ra thì những cái màu sơn 3D đẹp mắt như thế này cũng như là tất cả các cái dòng xe bên cửa hàng em đều có hỗ trợ ship xe về tận nhà cho khách hàng có nhu cầu mua xe nhưng mà chưa đến được cửa hàng ha mọi người. Hiện tại thì cửa hàng em ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Anh chị nào đang có nhu cầu mua xe hoặc cần tư vấn thêm những cái khoản nào thì mọi người có thể alo cho em theo số điện thoại bên dưới màn hình hoặc là nhắn tin cho em theo số đó, em có Zalo nha cả nhà, để được hỗ trợ tư vấn và đặt lịch trước khi đến cửa hàng nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye.